Xin chào quý vị và bạn, tôi đang có mặt tại Hyundai Lê Văn Lương và trước mắt chúng ta là một chiếc xe rất hot. 16 tháng 5 thì Hyundai đã ra mắt mẫu xe Elantra trên toàn quốc và chiếc xe Elantra này đánh dấu cái thế hệ thứ 6 của Elantra sản xuất tại Việt Nam. Trong 4 tháng vừa qua thì Elantra đạt doanh số rất tốt, đến 2.489 xe được bán ra tại Việt Nam và cũng đánh dấu là chiếc xe thứ 13 triệu được bán ra trên toàn thế giới. Hôm nay thì phiên bản mà tôi đang giới thiệu đó là 1.6 AT số tự động các bạn nhé. Phiên bản này có màu đen và các bạn vừa quan sát thấy đấy là cái phần đầu xe. Còn bây giờ chúng ta đi một vòng quanh xe. Phiên bản mới này thì có cái thông số dài rộng cao lần lượt là 4.620, 1.800 và 1.450mm, tức là dài hơn bản cũ 50mm. Chiều dài cơ sở thì vẫn vậy, 2.700mm, rất là dễ bố trí cái không gian nội thất và phù hợp với cái mọi nhu cầu của khách hàng. Cái phiên bản này thì thực tế có thể nói là nó giống như một bản nâng cấp, tuy nhiên thì nó lại được thiết kế hoàn toàn mới và một cái ngôn ngữ thiết kế chưa từng xuất hiện, đó chính là Sensual Sporting, đậm cái chất thể thao và cá tính hơn. Các bạn quan sát một chút về cái phần lưới tản nhiệt này. Lưới tản nhiệt bây giờ rất là to bản các bạn nhé. Có 5 cái thanh dàn ngang, cụm đèn thì cũng rất là ấn tượng. Mặc dù là phiên bản 1.6 này cụm đèn nó chưa phải là những cái gì tinh túy nhất trên Elantra. Đẹp nhất thì có lẽ chính là cái Elantra Sport và Elantra 2.0, tức là cao hơn phiên bản này. Cụm đèn của nó thiết kế cực đẹp luôn, 5 cái tinh cầu thủy tinh và hoàn toàn là đèn full LED. Tuy nhiên thì cái Elantra 1.6 này cũng tôi nghĩ là khá ấn tượng vào thời điểm hiện tại. Một cái thiết kế ngôn ngữ mới, lưới tản nhiệt cũng mới, mà Hyundai gọi là Cascading Green. Nó nối liền hai cái cụm đèn pha tạo cái cảm giác liền mạch và cân xứng hơn. Cái phần hông xe chính là phần ít thay đổi nhất và tôi không có nhiều ấn tượng với cái bộ la răng này, vẫn là thiết kế cũ này. Tổng thể khoang nội thất chính ra là gần như không có gì thay đổi nhiều, ngoài việc bổ sung thêm cái màn hình thiết kế lại này, với lại bổ sung thêm tính năng Apple CarPlay. Có vẻ như là cái Apple CarPlay này thì Hyundai đang có ý định là trang bị trên toàn bộ tất cả các mẫu xe của mình khi mà i10 vừa được nâng cấp này, Accent cũng có này. Đây là tổng thể khoang cabin, các bạn ngó qua một chút. Vẫn là những cái nét thiết kế giống như trước đây và thật sự là có thể nói là phiên bản này gần như là một phiên bản nâng cấp Philip, cũng chưa phải phiên bản mới hoàn toàn đâu các bạn ạ. Cũng nội thất khá là đẹp đấy với cái mức giá như thế này. Hiện tại thì cái phiên bản 1.6 AT này đang niêm yết cái mức giá bán khá là hợp lý. Chiếc xe này đang được Hyundai chào bán là 655 triệu. Đấy, các bạn đang quan sát cái phần thay đổi nhiều nhất chính là cái màn hình này, cụm điều hòa cũng được bố trí lại. Động cơ hộp số thì vẫn vậy. Cái phiên bản Elantra mới này thì thật sự tôi ấn tượng nhất, đó chính là cái Elantra 1.6 Turbo, phiên bản cao cấp nhất. Thì ngày mai hoặc ngày kia rồi đó, nếu mà có xe về tôi sẽ quay trực tiếp để cho các bạn xem luôn. Hiện tại mẫu xe này thì đang được Hyundai Lê Văn Lương hỗ trợ trả góp lên đến 85% giá trị xe. Và nếu quý vị các bạn có nhu cầu tìm hiểu, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với số máy 0967 588585, gặp bạn Huyền, phó phòng kinh doanh để được có cái giá khuyến mại tốt nhất cũng như là giao xe sớm nhất các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.